Mới đây, khán giả dành nhiều lời khen cho tạo hình mỹ nhân du mục của Bạch Lộc bởi sự mới mẻ khác hẳn với những gì mọi người thường thấy ở cô trong các bộ phim. Không chỉ vậy, trang phục này còn giúp tôn lên thêm nhan sắc của Bạch Lộc, khiến cho cô vốn đã xinh đẹp này lại càng thêm tỏa sáng, trông như nữ thần thảo nguyên. Đáng chú ý, trong một khung hình, Bạch Lộc tạo dáng cực kỳ dịu dàng, khác với sự năng động vui vẻ thường thấy. Sa Dật và PD Diêu Dịch Thiêm đã có khoảnh khắc đứng hình khiến dân tình thích thú. Trở lại với Keep Running Man, Bạch Lộc ghi điểm với phong cách thời trang năng động xinh đẹp. Cư dân mạng bình luận Bạch Lộc rất phù hợp với phong cách cá tính. Tính cách hoạt bát chịu lan xả của Bạch Lộc khiến cô trở thành ngôi sao nổi bật nhất trong chương trình. Chuyển sang một tin tức khác. Dựa vào thống kê nhân vật hút người hâm mộ của các phim truyền hình đang phát sóng tuần từ 14 đến 20 tháng 10, vai Mộ Dung Cảnh Hòa của Lưu Học Nghĩa trong phim Xuân Hoa Diễm đang đứng đầu, tăng 147.900 fan. Thành tích này gây bất ngờ khi thời gian qua, tác phẩm không đạt được lượng người xem khả quan, vướng vào hàng loạt tranh cãi trái chiều. Ngoài ưu điểm đẹp về bối cảnh trang phục chỉn chu, thì nội dung phim bị chê quá nhanh, chuyển cảnh chưa mượt. Cùng với Lưu Học Nghĩa, Trương Vãn Ý, vai La Thiện Viễn phim Cẩm Tú An Ninh là ngôi sao đứng thứ hai trong bảng nhân vật hút fan với thành tích là 56.800 fan. Dù giảm 3.300 fan so với con số tuần trước, song đây vẫn là mức tốt của ngôi sao Hoa ngữ. Đứng thứ ba trong danh sách là Ngô Cần Ngôn, vai My Lâm phim Xuân Hoa Diễm, tăng 52.900 fan. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.